Khi nói về ánh sáng Phát biểu nào là sai A. ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng Đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đoạn tím Quá đúng B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính Quá đúng Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính Quá đúng C. Chất xuất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau Đều bằng nhau Sai Chất xuất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau khác nhau Đối với đỏ là nhỏ nhất và đối với tím lớn nhất. Như vậy nói là như nhau đều bằng nhau. C là sai. Như là ta lại ta chọn C nhưng ta phải kiểm tra D như thế nào để rút kinh nghiệm cho lần sau. D là chất xuất của chất làm năng kính đối ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. À cái này đúng. Như vậy là giữa C và D là hai phương án đối nghịch nhau. Như vậy cái đúng thường nằm ở trong một hai phương án đối nghịch này. Chất xuất lăng kính đối ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau như vậy cái câu này chọn sai thì chọn c c là sai